Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối khí lạnh chi phối thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc suy yếu, nhiệt độ tuy có tăng nhưng vẫn ở ngưỡng trời rét. Đặc biệt thời điểm đêm và sáng vẫn duy trì trạng thái rét đậm, nhiệt độ từ 12 cho đến 16 độ, vùng núi là từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 7 độ. Ngày mai nắng nhẹ có thể xuất hiện, nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động từ 18 cho đến 21 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ xuất hiện rải rác. Thời điểm này trời rét đậm, rét hại với mức nhiệt từ 9 đến 12 độ, vùng cao từ 6 đến 8 độ. Ngày mai trời nắng, nhiệt tăng lên mức từ 18 cho đến 22 độ, vùng cao thấp hơn, phổ biến từ 15 cho đến 17 độ. Thời tiết rét đậm bất thường khiến cho các bệnh dị ứng da phát triển mạnh, đặc biệt là các bệnh vảy cá, tràm khô và mề đay. Để hạn chế bệnh về da mùa lạnh kịch phát, những người có cơ địa da khô thì không nên tiếp xúc với các chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội, nên chăm sóc da và dùng các chất giữ ẩm. Ngoài ra nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, tập thể dục đều đặn. Tiếp tục với thông tin thời tiết trên biển, hiện áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 14 đang di chuyển theo hướng Tây, suy yếu thành một vùng áp thấp. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với hoàn lưu vùng thời tiết xấu trên biển kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Nên từ hôm nay đến ngày 23, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Ở phía Nam, các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Còn tại Tây Nguyên, mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam khu vực. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý. Đến đây, bản tin xin được khép lại với phần dự báo cho các khu vực của tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 6 đến 8 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.